Mai Kiệt lên mạng nhận lệnh bề trên đó, để thông báo cho quý vị đó, đó là kinh tế, nạn đói, thiên tai, bệnh dịch và chiến tranh. Hiện giờ là chiến tranh thì tới đói nữa, đói thì đói dài dài nhưng mà chiến tranh sẽ đói. Thì cái này là cái tổng kết để những cái gì 3 năm nay Kiệt nói đều trúng hết. Chỉ còn có Đài Loan sắp sửa tuyên bố độc lập và Đức Thầy xuất hiện thì coi như là Kiệt xong. Cái đoạn cái màn khúc cuối này của cái đường hành thì coi như xong. Ở bên nước Việt, không biết bây giờ ở ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam, mấy dân của mình không biết đang làm gì, có cái sự chuẩn bị gì không. Mà mấy clip vừa rồi Kiệt lên mấy hôm rồi ở trên núi quay thì Kiệt có thông báo đó, thì hôm nay nên chuẩn bị. Những người làm công ty có liên hệ với Trung Quốc hay Đài Loan là cần phải chuẩn bị. Tại vì khi chiến tranh xảy ra đó thì nạn kinh tế mà nó gọi là khủng hoảng dây chuyền á, toàn cầu, thì cơ xưởng sản xuất không được, thiếu thu nhập. Rồi công nhân cũng vậy, người làm cũng vậy. Đó là mình chỉ nói về vấn đề kinh tế trước nha. Ở Mỹ này thì cũng đang chuẩn bị một cái danh sách hơn phân nửa người. Nếu mà tại vì những cái món đồ mà nó đi lại, nó có liên quan đến những cái quốc gia mà đang chiến tranh á, thì mình sẽ thiếu mấy cái đó để mình gắn vô cái bộ phận mình, của cái máy của mình cần, thì mọi thứ nó sẽ ngưng trệ hết. Thì nên coi lại cái đó. Còn về phần dân chúng mình, nhất là ở ngoài Bắc, nếu mà chưa có cái dấu hiệu này thì nên lấy ra đeo. Dấu hiệu này nó sẽ cứu những người có hữu duyên khi mà bom đạn. Có thể hỏa tiễn của Trung Cộng nó thấy cái dấu này của cha, của Thượng Đế nó nể á nghe. Nó quay như vậy nè. Thì năm 1979 cái dấu hiệu này ra đời, lúc đó Trung Cộng tấn công miền Bắc nước Việt. Thì hôm nay Trung Cộng tấn công Đài Loan. Cái dấu hiệu này sẽ cứu được những người có hữu duyên nếu mà Trung Cộng nó chấm tọa độ mà đi lạc vô Hà Nội á. Thì nên lấy đeo, dầu sao đeo cũng đâu có sao đâu. Mà cứu được mạng á của cái thời này. Thuyền Bát Nhã. Đó là cái clip này kìa, nhắc như vậy. Chuẩn bị tiền, gạo, xăng nhớt, ba năm nay về trên cho Kiệt biết cái gì, Kiệt lên đây Kiệt thông báo cho quý vị hết. Thì thiên cơ mà 80% mình là mình đã có phước rồi, bề trên đã thương nước Việt nhiều rồi, đã che chở nhiều, mà huống hồ Kiệt nói gần 90% trúng hết. Giờ Biển Đông dậy sóng. Có ai biết bữa nay hỏa tiễn của Trung Quốc nó bay vòng vòng bên Đài Loan đâu? Kiệt đã nói trước rồi mà. Màn này sắp kết thúc. Nó có 5 thứ mà từ xưa Kiệt nói. Cách đây 3 năm anh Lân Phú Hội ra phỏng vấn đó. Để mà đem cái chủ thuyết của các Marx Lenin, những cái gọi là những cái ác, những cái độc tài, những cái không công bằng, những cái mưu mô tính toán của người đời, và những cái nước cộng sản còn lại cuối cùng của cái thế giới này, rồi sau đó sẽ đem lại một cái thế giới rất là nhân ái và hòa đồng khi Phật Di Lặc xuất hiện sau chiến tranh. Chiến tranh thứ ba Biển Đông này nó còn lớn hơn là Nga Ukraine bữa giờ gần 3 tháng mấy nữa đó, nó không phải nhỏ đâu. Cho nên mình bây giờ hôm nay Kiệt thông báo là chỉ ôm lại thôi, để mình mỗi người mình mỗi ngày lên bàn thờ khấn thêm chút. Nhiều người khấn thì cái lực nó nhiều, thì cái trượt nó, cái sự tan tác nó ít đi. Kinh tế, quý vị thấy kinh tế mình nói năm thứ về
để mà đem cái khối sắt khổng lồ của chế độ Karl Marx Lenin đi vào quá khứ. Titanic sắp sửa sẽ chìm nha quý vị. Thì quý vị thấy không? Chưa có bao giờ trên thế giới mà kinh tế khủng hoảng như bây giờ. Giá xăng mọi quốc gia, nhất là ở Mỹ, tiền lời bây giờ lên cũng không ai mua nhà, giá nhà giờ đang cũng đứng lại. Sắp sửa có một đống người không có tiền trả tiền nhà sẽ bị thâu nhà nữa đó. Nước Mỹ là nước giàu có mà còn bị thì huống hồ những nước khác kinh tế. Đó là chỉ có bên Nga mới có bắn gọi là pháo tiểu thôi. Còn bây giờ bên Biển Đông, Trung Quốc với Đài Loan bây giờ là pháo đại á. Mình đừng nghĩ là nước mình không ảnh hưởng. Nếu nước mình không ảnh hưởng kiệt đâu có đầu thai vô thành người Việt Nam mà lên đây chích chót rồi nhắc nhở quý vị từng tháng từng năm để mà mình chuẩn bị cho cái ngày hội Long Hoa, là cái ngày hội anh tài đó, là đức thầy xuất hiện á, là mà thế giới sẽ bình an. Đức thầy không xuất hiện là thế giới này nó không có bình an. Xin lỗi quý vị, vừa nói chuyện với quý vị vừa nghỉ mệt tại sáng giờ đi làm rồi vừa xỏ chuỗi luôn, uống nước trà luôn. Bây giờ mình giống như cái GPS, mình bấm cái bản đồ mà để mà đi đường á, những gì kiện nói nó trúng hết, đi tới thành phố nào quẹo trái quẹo phải, đến xa lộ nào freeway nào, thì giờ là coi như là 90 đoạn đường mình đã vượt qua. Chuyện Biển Đông dậy sóng thì bữa nay nó khơi mào đó, quý vị thấy rồi đó. Kinh tế, mình đang nói về kinh tế. Kinh tế là cái sẽ làm ra nạn đói. Khi Biển Đông dậy sóng, kinh tế toàn cầu sẽ đình trệ lại. Đó là vì sản xuất dây chuyền á. Thí dụ như kiệt xỏ chuỗi, mà có thằng làm dây, thiếu cọng dây kiệt cũng đâu xỏ được. Thiếu cây kèm để cắt dây cũng là không được. Thì những cái công ty lớn họ hiểu cái này, thiếu món mình cũng không có bán ra sản phẩm được. Còn ở mà ngồi quế cũng không được. Thì kinh tế bây giờ là đang tấn công mình, thì chiến tranh đang tấn công. Kinh tế, bệnh dịch thì quý vị thấy bệnh dịch. Hôm nay có cái bệnh gọi là bệnh khỉ sẽ lan ra nữa. Thì trong kinh sấm từ xưa giờ có nói á, thời mạt Pháp này á, bệnh lạ, bệnh gì cũng ra hết. Từ con Delta là năm 2019 là dịch Vũ Hán, chết biết nhiêu người, 6 triệu mấy người. Lai rai dài tới hôm nay con Omicron cũng chết lai rai, nhưng mà mọi người cũng đều bị hết. Gần 600-700 triệu người trên thế giới bị. Lại thêm hôm nay sản xuất thêm một con bệnh gọi là bệnh khỉ đầu mùa nữa. Bệnh này còn lợi hại hơn nữa. Kinh tế, bệnh dịch, thiên tai. Thiên tai bắt đầu từ năm 2017, kiệt nhận định bề trên và kiệt hiểu được thiên cơ rất là nhiều để mà nhắc nhở cho những người có hữu duyên trên mạng để mà hiểu được mình đang ở vào thời sàng lọc tận thế. Thì quý vị cũng nhìn thấy á, bất tất cả trên cái thế giới này không có chỗ nào mà yên ổn á. Đại hồng thủy có chỗ thì nước dâng, lũ lụt, lạc đà ở bên bên mà những cái nước sa mạc á bây giờ cũng bị lũ lụt. Hiện giờ cũng đang bị nè. Rồi lửa thì kali này cháy, muốn hết kali. Rồi bây giờ cháy ở bên Âu Châu, lũ lụt hiện giờ đang ở bên Tàu nữa. Nước mình nói vậy á, lụt là do mình xây dựng mấy ống cống Sài Gòn, Hà Nội rồi thôi, chứ còn lụt của mình đâu có nhầm nhòi như lụt thiệt của người ta. Lụt của mình là do lụt tham tiền thì bị lụt, chứ đâu phải lụt thiên tai đâu. Lũ lụt, thiên tai. Rồi bữa ở bên miền Nam của thôn cái gì
Congo gì đó của Nam Dương á, thấy núi lửa, động đất, sóng thần. Đó quý vị thấy 3 năm nay bao nhiêu chuyện, đó là nói về thiên tai, kinh tế, đói, thiên tai, bệnh dịch, thiên tai. Rồi giờ mình nói chiến tranh. Có ai ngờ á, nghe lại hôm nay tấn công đánh ở bên Ukraine, mà đánh bữa giờ á, là gần 4 tháng mấy, mà cái nước nhỏ xíu đã 24 tiếng mà đánh không thắng, cứ ghê là thua. Đó là chuyện rất là buồn cười và lạ. Những cái nước đen hiếp người ta rồi cuối cùng đánh thua thì nói người ta ăn hiếp mình, thì nói ngược nói ngạo, cũng giống Trung Quốc cũng vậy. Những cái nước tư bản mà người ta anh hùng á, người ta không có kiểu mà nói ngược ngạo, trắng thành đen, đen thành trắng như trò chơi nít vậy. Anh tập mình ở bển, chú thọ ở bển cứ hù dọa như là cọp giấy. Mỹ nó lên đài nó kêu là cọp giấy không à, paper tiger, hù dọa. Sáng giờ bắn miết như qua tiễn rồi, nhưng mà chưa dám bắn vô là anh thổ bắn vô một cái là xong luôn. Ở Mỹ giờ 4 chiếc đại thất hạm đội đang dàn trận ở bển á. Úc, Nhật nữa cũng đang chuẩn bị. Không biết ở Việt Nam mình mấy tàu hải quân có đổ xăng chưa ta, mấy chiếc tàu ngầm có xăng không, rồi quân đội của mình có chuẩn bị gì chưa không biết, hay là vẫn chơi lo chuyện phân xử đốt củi đốt lò đi chết tới nơi. Có đó, ảnh hưởng vô Việt Nam á, đừng có dưỡng dưng. Nó không bắn gì, nó giả bộ bắn lạc vô cái chiếc máy bay Vietnam Airlines hay là Vietjet về bay đó, nó cố tình nó bắn rồi nó tôi bắn lạc đạn thì cũng đã gây chiến với mình rồi. Mình nói thí dụ bây giờ Biển Đông nó đang đánh gì mình đâu có về Việt Nam, hay là Mỹ về những nước khác vô Việt Nam đâu có bay ngang nó được, bay vòng. Nhưng mà Trung Cộng nó mưu mô lắm, chú tập rất là xảo kế đa mưu, bắn nhiều lúc về chấm lạc đạn. Ô, tao tưởng đâu máy bay của địch, ai giờ đâu máy bay của thằng em mình, thằng em ghẻ. Nhìn thấy cái thời cuộc ngày hôm nay chiến tranh thì rất là buồn, cũng phải khấn xin, nhưng mà mình không có chiến tranh á, cái mục nhọt nó không có bể, không có xì. Rồi chuyện nói bữa giờ trúng 80-90%, có một số dư luận viên á thì nó không tin, nó chỉ chụp vô một cái clip, nó không coi từ đầu. Giờ ông Trump cũng như quay lại Đài Loan tuyên bố độc, sắp sửa tuyên bố độc lập, thì bà Nancy á, bà bữa nay bà cũng làm chút xíu việc anh hùng, cho nên mình không kêu bà mặt khỉ nữa nha, kêu bà Nancy có tên cho lịch sử. Chắc giờ chót bà cải tà quy chánh hay gì không biết. Chúng hết, chỉ kiệt chỉ còn thiếu quý vị là Đức Thầy xuất hiện nha. Ngoài ra là coi như là mọi thứ là đều trúng rồi đó. Sư phụ mà xuất hiện nữa là thế giới sẽ bình an. Hôm nay á, cái núi này chị quên nghĩ ha, mình để cái máy quay làm gì. Cái cuối tuần á, mấy bà con khắp tiểu bang, khắp thế giới về đây nè, lại cha lại mẹ thăm núi rồi thăm Kiệt luôn cũng lượt, mà quay đông vui. Có nhiều người thích cảnh đó hơn là giống như bữa mình livestream có cái màn hình ở nhà Kiệt. Rồi bây giờ thì Kiệt quay kiểu mình này, cái nào cũng giống nhau, miễn có truyền tin là được rồi.